chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866 Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ và Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabinet Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 714 894 -1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714 622 -4298. Paid for by Deidre Thu Hà Nguyễn for assembly 2022. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả cập nhật tình hình của Ukraine và Nga như thế nào. Đây là bức ảnh cho thấy Putin rất là hào hứng bắt tay cùng với giới lãnh đạo và những nhân vật thân cận nhất của Putin sau khi ông ký vào bản tuyên ngôn tách rời, tách ly bốn khu vực của Ukraine thuộc về Nga. Sau cái gọi là một vụ gian lận trưng cầu dân ý của bốn khu vực này. Bao gồm, chúng ta cũng đã biết Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia. Cả bốn khu vực này, thưa quý khán thính giả, nằm vành đai của từ miền Nam lên tới miền Tây của Nga. Và vì thế họ muốn bảo vệ, thứ nhất, ở phía nam họ muốn ở là khe son đó, với Zaporizhia đó là bảo vệ biển Hắc Hải và Crimea còn Luhansk với uh, Donetsk đó, là thuộc vùng Donbass cho nên bảo vệ phía tây của Nga bốn khu vực này để bảo đảm trong tương lai là không có lực lượng NATO nào có thể tấn công thì đó là cái lý thuyết điên cuồng mà Putin nghĩ tới cho nên cái mộng bá quyền Ukraine đó, cho đến giờ phút này vẫn nằm trong tâm tưởng của Putin và nhất định y làm được. thì sáng ngày hôm nay các chuyên gia họ nói đó là Putin double down, có nghĩa là nhất quyết làm cho bằng được để mà tách rời ở Ukraine. thế nhưng cái vấn đề thứ nhì lẽ đương nhiên một cái tên bạo quyền và độc tài và uh, có lực lượng vũ khí nguyên tử thì hắn muốn làm gì chẳng được. Vấn đề chính hiện nay là kéo dài bao lâu. Thưa quý vị, thì à, phía Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết họ đã tăng thêm viện trợ vũ khí trên 1 tỷ Mỹ Kim. Châu Âu cũng tiếp tục tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Điểm đáng chú ý đó là trong cái việc mà ký viện trợ vũ khí mới nhất cho Ukraine á, là lấy vũ khí chế tạo mới là các loại HIMARS, loại à, hỏa tiễn tầm trung. Chưa kể là Hoa Kỳ cũng cần cung cấp cho Ukraine các loại hỏa tiễn đối không để chống lại các máy bay, rồi hỏa tiễn bắn từ xa bên Nga bay sang, rồi chống luôn cả máy bay không người lái. Và như quý vị nhìn thấy trên bản đồ, chúng tôi vừa kể đó, 4 địa điểm và 4 khu vực à, bao gồm Crimea, cho nên tổng số diện tích mà Nga chính thức chiếm từ trong tay của Ukraine 18%. Quý vị tưởng tượng, nếu chuyện này xảy ra ở phía Việt Nam, thực sự nó cũng đã từng xảy ra nhưng mà không đến nỗi, tức là phía Trung Quốc đó đóng cọc biên giới lại đó quý vị còn nhớ cái chuyện đó từ thập niên à, sau 75 trở đi đó. 80 trở đi có cái chuyện mà tranh chấp với Trung Quốc. Trung Quốc đóng cọc lại đó, dọc theo biên giới phía bắc đó để định lại đường biên giới giữa Trung Quốc với Việt Nam đó. Rồi chúng ta tưởng tượng đó, Trung Quốc chiếm một phần đất nước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thì đó là lý do ngày hôm nay người Ukraine và người và lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục uh, tìm cách để mà tấn công. Thì một mặt đó À, nỗ lực của Putin lấy được bốn phần này và lý do mà ông tuyển binh 300.000 binh sĩ đó là hy vọng sẽ đẩy ra chiến trường bảo vệ đường biên giới từ bắc cho xuống nam. Thế thì câu hỏi đặt ra 300.000 binh sĩ liệu có bảo vệ được biên giới dài cả ngàn dặm này hay không? Thì cái câu trả lời rất là dễ dàng, không bao giờ. Mặc dù Putin tuyên bố đó, người nào mà muốn trở thành người Nga, quý vị sẽ trở thành công dân Nga vĩnh viễn trong ngày hôm nay. Thế nhưng vấn đề chính, Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ và châu Âu. Thì cái việc mà giữ vững được bốn cái vị trí này bao gồm cả Crimea là bao lâu? Bởi vì quân Nga, quân Ukraine bây giờ đang tìm cách chiếm Kherson họ không cần chiếm toàn vùng này họ chỉ cần lấy được cái khu vực này để đẩy quân nga và liệu rằng nga có đủ vũ khí và quân đội để tiếp tục giữ được vững được bốn khu vực này hay không là vấn đề à, đó là lý do mà họ nói cái cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến lâu dài thưa quý vị và vẫn trong phần tin quốc tế thì thưa quý vị mà sáng ngày hôm nay ở tại thủ đô Kabul của Afghanistan đã xảy ra một cái vụ đánh bom tự sát khiến cho 19 người thiệt mạng, 27 người bị thương. Thì theo reuters cho biết đó là cái giờ sáng sớm ở tại ngay trước một cái trung tâm à, ôn thi à, cái nơi này đó là luyện thi cho các em mà vừa mới tốt nghiệp trung học để mà thi vào à, trường đại học cái giờ đó là đã có học sinh ở bên trong cái trung tâm rồi thì có một kẻ đã lái một cái chiếc xe van màu trắng à, đậu đi vào trong cái giống như là cái parking lot của trường vậy đó đậu ở đó và bất ngờ bom nổ à, à, thì cái số bị thương nó đa số là toàn là những học sinh đang ngồi ở trong cái cái trung tâm này để mà ôn thi và đặc biệt đó cái khu vực này đó là Bachi um, là cộng đồng người thiểu số uh, CI họ sinh sống thì bây giờ đó tụi uh, ISIS chưa có lên tiếng nhận uh, uh, là chúng đánh bom nhưng mà vốn trong nhiều năm qua đó những cái vụ đánh bom tự sát mà ở khu vực cộng đồng của người CI này đó thì đa số là do ISIS uh, tấn công và bây giờ đó thì uh, phía uh, cộng đồng ở đây họ kêu gọi là chính uh, um, chính quyền Taliban phải uh, um, gửi thêm uh, giống như là cảnh sát hay là bảo vệ cho người dân cộng đồng của họ Quý vị có biết là ở thành phố Phố là nơi tập trung người đại Hàn sống nhiều nhất hay không? Ở bình mình tưởng là Garden Grove phải không ạ? Thế nào Phố Tân, mấy chục ngàn người đại Hàn sống ở đây. Và tại đây trên đường Old Drop có một quán barbecue nổi tiếng của người đại Hàn, B1 Shabu and Barbecue. Thế nhưng cái tiệm này hôm nay bị lên bị mang tiếng. Lý do có một cô gái à, Mới đây cô vào, cô ngồi đi một mình. Cô không biết, có thấy cái tiệm này được giới thiệu là ngon lắm. Đi vào, thì ngồi xuống. Thì à, sau đó, thì người ta vẫn mang đồ ăn ra. Thì một lát nữa, thì thấy cô vẫn ngồi ăn một mình. Thì ngay lập tức nhân viên tới. Xin lỗi, xin mời cô ra khỏi tiệm. Bởi vì cô đã vi phạm vào chính sách. Hai người trở lên mới được all you can eat và trong menu nó có có nói mà cô cô kia cũng không có đọc thì cái vấn đề ở đây đó là nhiều người chỉ trích cái chính sách này thực sự thì một một khi đã gọi là chính sách rồi thì chúng ta phải tuân thủ thôi mà rất tiếc là cái cô này cô vào cũng không đọc cho nên họ, trong cái menu họ ghi rõ minimum two persons thì mới all you can eat còn đi một mình á là phải order riêng lý do tiệm nói đó đi một người vào đó lỗ không đủ lời bởi vì cái việc mà cung cấp cho một người đó thì cũng bằng với hai người trở lên. Quý vị biết khi mà họ mang ra họ mang đủ thứ đấy. rồi phải tốn ga, điện, nước rồi đủ hết cho một người đó. Nếu mà cô để đồng ý trả cho hai người thì họ sẽ tiếp cô, nhưng mà cô không chịu cho nên hôm nay nó trở thành một vấn vấn đề lớn cho cái cái tiệm này, cho nên một lần nữa đi ăn barbecue họ nói cũng để ý xem cái chính sách của cái tiệm đó như thế nào. Chúng tôi kết thúc phần tin tí tức này. Mời quý vị vào trong trang nhà tv com và nếu vào Youtube xin nhớ nhấn nút subscribe. Chiều nay lúc 5 giờ chúng tôi trở lại với Đinh Quang Thái đề cập đến vụ biểu tình tiếp tục sâu rộng ở Iran liên quan đến người phụ nữ không trùm đầu đã bị chết ở trong tù. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.